Thưa quý vị và các bạn, lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và là người ký ban hành nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Vì vậy, giáo dục đào tạo nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết được đánh giá là toàn diện, có nhiều đột phá trong việc chấn hưng nền giáo dục và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục Việt Nam, tác động sâu rộng tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Đến nay, sau 10 năm thực hiện nghị quyết 29, nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Đối với tỉnh Hưng Yên, những lần về thăm và làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm động viên lĩnh vực giáo dục đào tạo trong những lần về thăm. Năm 1998, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, khi đó trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã về thăm và làm việc tại Hưng Yên. Đồng chí đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Ân, thị xã Hưng Yên, thăm trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, trường Năng khiếu Hưng Yên và Văn miếu Xích Đằng. Nhà giáo Nguyễn Khắc Hào, khi đó là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, người trực tiếp tháp tùng đoàn công tác, hiện vẫn còn lưu giữ những tấm hình chụp về chuyến thăm ngành giáo dục của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhớ lại. Sau khi chúng tôi báo cáo về cái việc là cái mạng lưới giáo dục thiếu, cần phải phát triển cái số lượng, cần phát triển cái mạng lưới, thì đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói rằng là chúng ta vẫn phải tiếp tục phát triển mạng lưới. Nhưng phát triển mạng lưới phải trên cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó thì cần chú trọng giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách, giáo dục kỹ năng cho học sinh. Ngành giáo dục cần phải khắc phục những hạn chế yếu kém để tiếp tục phấn đấu vươn lên, tăng cường chất lượng giáo dục. Và tỉnh thì cần phải, dù khó khăn thì vẫn phải đầu tư cơ sở vật chất giáo dục để giáo dục khắc phục được những khó khăn, đặc biệt là khắc phục được những khó khăn của một cái giáo dục thời kỳ tán lập tỉnh. Dường như là thông cảm với lại cái khó khăn của ngành giáo dục, dường như thông cảm với khó khăn của một tỉnh mới tái lập, thì tôi cảm nhận được cái sự ân cần, cái sự đồng cảm, cái sự chia sẻ, cái sự động viên của đồng chí Nguyễn Phú Trọng với tỉnh nói chung và với ngành giáo dục nói riêng. Gần đây nhất, năm 2021, nhân dịp Hưng Yên kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, phát biểu với Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hưng Yên là một vùng đất giàu truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo, là địa phương có nhiều bậc hiền tài, anh hùng, danh nhân văn hóa, nhiều danh tướng lẫy lừng trong lịch sử. Vì vậy, cùng với sự phát triển kinh tế, tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Thực hiện chỉ đạo, niềm mong mỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến nay toàn tỉnh có gần 10.000 phòng học, trong đó phòng học kiên cố cao tầng gần 10.000 phòng. Hiện có trên 400 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Hưng Yên là tỉnh thứ 8 của cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Hàng năm, tỷ lệ học sinh tỉnh Hưng Yên tốt nghiệp trung học phổ thông luôn ngang bằng hoặc cao hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được duy trì, củng cố và ngày càng được nâng lên theo tinh thần đổi mới. Khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa nông thôn và thành thị được thu hẹp.